Hôm nay tôi sẽ tập trung nói về câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng. Vâng, trong suốt thời gian vừa qua, rất nhiều các nền tảng trên mạng xã hội đã nói về chị Nguyễn Phương Hằng và vụ án của chị. Ngày 21 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt chị Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù. Vâng, người dân hãy giơ 10 đầu ngón tay lên xem. Ở đất nước ta có bao nhiêu người làm được những cái việc mà chị Hằng đã làm. Ví dụ, trong thời gian dịch Covid-19, cả đất nước ta đang giãn cách xã hội, nhưng chị vẫn một lòng một dạ bằng cả cái tâm của mình cứu những người hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt, chị đã bỏ ra số tiền rất lớn để tài trợ chữa những em sơ sinh bị tim bẩm sinh để hồi sinh và khỏe trở lại. Vâng, đương nhiên, để mà nói về khía cạnh thì con người ta chẳng ai là người hoàn hảo cả. Vâng, chị có sai thì nhà nước, pháp luật cũng đã tuyên phạt chị 3 năm và chị cũng đã phải chấp hành án phạt tù. Nhưng để mà nói về vấn đề tích cực thì nhiều người mà Bác Trọng đã cho ra vành móng ngựa, những người tham ô mà đã đi tù rồi ấy, còn chưa làm được những cái việc tốt như chị Hằng chị làm đâu. Thật sự, tại sao hôm ngày 21 tháng 9 tòa tuyên án xử chị, rất nhiều những người dân đổ xô đến tòa án không phải là để xem mà là để cầu nguyện cho chị được bình an và có một cái mức án thấp nhất. Bởi vì tại sao? Chị làm những cái việc mà nhiều người ở trên đất nước ta chưa thể làm được. Bác Trọng, bác ấy có một cái câu nói như thế này này: nhiều người bán cả cái tài sản đi cũng không thể bằng một cái phần nhỏ chị Hằng chị rút tiền túi ra để chị làm từ thiện đâu. Vâng, cái gì về mặt tốt của chị là chúng ta phải tuyên dương chứ không phải đánh bùn sang ao. Người dân thấy tôi nói đúng, hãy bình luận và chia sẻ video của tôi.